22 tháng 4, Thủ tướng Slovakia Andrej Heger thông báo trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga và yêu cầu trong vòng một tuần họ phải rời khỏi nước này. Theo Thủ tướng Heger, hành động của Slovakia nhằm thể hiện tình đoàn kết với Cộng hòa Séc. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jakub Kulhánek yêu cầu Nga duy trì số lượng nhà ngoại giao bằng với số lượng nhà ngoại giao của Séc tại Moscow, tức là Nga phải rút 63 nhà ngoại giao và các nhân viên khác khỏi Praha. Cộng hòa Séc cho thời hạn đến cuối tháng 5 để thực hiện điều này. Trước đó, Nga thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao của Séc để đáp trả quyết định của Séc trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga mà Praha nghi ngờ có liên quan tới một vụ nổ kho đạn năm 2014. Nga bác bỏ cáo buộc này và gọi hành động của Séc là vô lý. Theo Bộ Ngoại giao Séc, hành động này không nhằm chống lại Nga mà là phản ứng trước các hành động của cơ quan mật vụ Nga trên lãnh thổ Séc.